Vâng các bác ạ, các cô các bác ạ, các anh chị ạ, ô tô cũ thì cũng là một trong những cái mặt hàng rất là thiết yếu, cũng chỉ để mua đi bán lại đó. Thì hiện nay thì cái mặt hàng về ô tô cũ này cũng đang được bạn bị ảnh hưởng rất lớn bởi cái dịch Covid, đại dịch Covid toàn cầu như thế này. Và rất nhiều các cửa hàng trên toàn quốc cũng đang có những cái gọi là bước đi gọi là để giảm những cái thất thoát, ví dụ như là phải cắt lỗ dần dần những chiếc xe mà cửa hàng mình đang có vì cái dịch Covid còn kéo dài đó. Vì thế nên là cửa hàng bên em thì cũng là một trong những cửa hàng nói chung là cũng khá là lớn ở Hải Phòng về tất cả những cái mặt hàng ô tô cũ, từ những cái dòng xe từ 30 cho đến 300 triệu đó. Còn đâu những cái dòng xe mà từ phân khúc từ 5 đến 7, 800 triệu cho đến 1 tỷ thì nhà em lại không làm. Nhà em chỉ chuyên về những cái dòng xe 3 cho đến 30 triệu cho đến khoảng tầm 300 triệu về cái mặt hàng bên em. Đó, để cung cấp cho những cái bác cô dì chú bác anh chị em về những cái mặt hàng như vậy, về cái tầm tiền muốn mua một chiếc xe đi lại hay tránh mưa tránh nắng hay đi công trường công trình. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em về tất cả anh em về những cái chiếc xe mà bên em đang bán ở cái dãy bên đây. Tóm lại là những cái chiếc xe 5 chỗ ngồi hiện nay, có cả số sàn, số tự động và có cả nhập khẩu đến lắp ráp trong nước. Vậy quý vị chị các bạn nào quan tâm về những chiếc xe bên em thì hãy bấm cho một lần like, một lần đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để cập nhật tất cả cái dòng xe mới về. Đó, cũng như tất cả những chiếc xe đang có nhu cầu cắt lỗ tại cửa hàng bên em nhé. Vâng, không làm quý vị chị các bạn chờ lâu nữa thì Tuấn Anh sẽ đi vào báo giá luôn cho anh em. Đầu tiên đây sẽ là một chiếc xe Hyundai Grand i10, sản xuất năm 2016, xe được trang bị hộp số tự động máy 1.0. Đăng ký lần đầu 2017, xe nhập khẩu nguyên con nguyên kiện của Ấn Độ, máy 1.0, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, một chiếc xe số tự động bản rất là đẹp cho anh em. Một chiếc xe được trang bị rất là đầy đủ những tính năng, những như là đồ chơi của xe, từ màn hình Android, âm thanh rất là hay. Superbass đánh đầy đủ, cam lùi, cam hành trình, không thiếu một cái gì. Bốn bánh trang bị la đúc và đăng kiểm rất dài. Con này tư nhân chính chủ của một chị gái ở dưới Hải Phòng đi. Đó, chiếc xe này thì chị có đi chở con đi học thôi, thì không phải đi đâu xa. Đó, nên là chiếc xe đi rất là ít cho các bạn. Nếu quý vị các bạn nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng để có thể là biết được cái thông tin chi tiết của chiếc xe. Đó, với giá tiền hiện tại bên em đang chào bán là 330 triệu đồng thì quý vị các bạn đã sở hữu ngay về chiếc xe này. Đó, một chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2016, đăng ký lần đầu 2017 anh em nhé. Vâng, bên cạnh đây là một chiếc Honda Civic thì xin kính thưa với anh chị là đang cân đối về cái dòng này thì em cũng đây vừa nhận cọc 50 triệu của một bác ở trong Cần Thơ. Đó, đây đặt cọc chữ biển 14A3995 đây. Đó, bác cọc 50 triệu thì em đang chờ rút hồ sơ cũng như là chuyển xe vào cho bác. Đó, vừa mới cọc xong này, buổi đang quay video thì cọc, giờ em lại phải quay lại cho các bác. Đó. Đấy, dịch thì dịch nhưng mà vẫn có những quý khách đang vẫn có nhu cầu mua và vẫn mua xe bình thường cho dù là dịch, cho dù là tháng 7 các bác nhé. Đó, chiếc Civic này hơn 200 triệu, tội gì mà không mua đúng không các bác? Đấy, có hơn 200 triệu rồi anh em nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Hyundai i30 sản xuất năm 2009, phiên bản số tự động, máy của nó là 1.6 bản form dáng rất là đẹp cho anh em. Quý vị chị các bạn đang có nhu cầu mua một chiếc Hyundai i30 như thế này thì hãy liên hệ ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 0816662386 hoặc 0971255863. Đó, chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán là 285 triệu đồng. Bản i30 CVK 2009 với giá chỉ có 285 triệu đồng thôi. Đó, một chiếc xe 5 chỗ ngồi rất là rộng cho anh em, trang bị cả cửa lóc số tự động. Đó, anh em rất là đẹp, biển Quảng Ninh. Innova thì nhà em rất là nhiều nhưng mà các bạn hãy chờ đợi em một chút, mai em sẽ quay cho anh em về cái dàn Innova này. Đó. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe khá là hợp lý. À, chiếc này là của khách hàng, quên ấy, tí quay lên này khách mắng chết đấy. Tiếp theo là một chiếc xe Mitsubishi Outrager. Với chiếc Mitsubishi Outrager này thì sản xuất năm 2017, phiên bản số tự động, trang bị động cơ là 1.2, xe thì nhập khẩu và sản xuất năm 2017 tại Thái Lan. Và chiếc xe thì hộp số tự động đầy lỗ start top và có hỗ trợ trả góp ngân hàng từ 50 cho đến 70% giá trị chiếc xe. Với giá tiền là 345 triệu đồng. 345 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu về chiếc xe này. Vâng, 345 triệu đồng bên em có hỗ trợ trả góp ngân hàng, xe rất là đẹp. Cam kết cho anh em là không lỗi, không có đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước cho anh em. Máy zin, keo chỉ zin. Đó, đời 27 thì có hỗ trợ cho anh em nhé.
Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2019 bản E xịn, tên tư nhân biển Hải Phòng. Đó, anh em thấy đây, 15A53054 là biển số chiếc xe này. Chiếc xe này chủ ở ngay gần đây thôi. Đó, một chiếc xe 2009 bản E, khá là cứng xe luôn. Đó, con này hiện tại bên em đang bán là 215 triệu đồng. Đó, bản E thì được trang bị hệ thống ABS túi khí đầy đủ, gương kính chỉnh điện nguyên bản theo xe. Đó, con này thì khá là đẹp cho mọi người. Đó, nói chung là dòng này qua mười mấy năm sử dụng rồi nó còn như này là quá cứng xe rồi. Còn đâu không ai dám khẳng định một chiếc xe 11, 12 năm mà còn bảo zin từ A đến Z anh em nhé. Đó, 15A53054, một chiếc Vios E 2009, số sàn máy 1.5, khá đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Daewoo Lazetti 2008, phiên bản số sàn, máy của nó là 1.6, một chiếc xe sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Đó, con này biển 19 của tỉnh Phú Thọ, 19A05970, sơn si màu đen. Giá tiền là 145 triệu đồng cho anh em, một chiếc Daewoo Lazetti sedan 2 đầu, khá đẹp và khá chất lượng. Đó, cái tầm tiền hơn 100 triệu thì anh em có thể sở hữu chiếc xe này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Audi A6. Vâng, Audi thì các bạn nói thì các bạn biết rồi, và các bạn nhìn cái logo thì chắc các bạn biết là Audi rồi. Con này thì sản xuất năm 2006 và lăn bánh lần đầu 2009. Chiếc xe thì được trang bị hộp số tự động, máy 2.4, động cơ V6. Xe thì nhập khẩu nguyên con nguyên kiện của Đức anh em nhé. Đây là chiếc xe thì khá là chắc chắn, tôn vỏ dày như những chiếc xe tăng của Đức luôn. Nó xe được trang bị rất nhiều những tính năng an toàn từ phanh tay điện tử này. Đó, ui dồi, anh em nào đè vẫn chưa hết. Đó, anh em rút chìa khóa ra nhá. Đó. Đấy, bu lăng anh em thấy này, rất là đẹp. Hệ thống phanh tay điện tử khá là ok cho anh em. Nội thất ghế da nguyên bản theo xe với giá chỉ có 328 triệu. 328 triệu thì quý vị các bạn đã sở hữu về chiếc xe Audi A6 này, một chiếc xe đẳng cấp hạng sang và hơn 300 triệu. Đó, trước đây thì anh em mơ ước có một chiếc xe Audi thì có với giá tầm hơn 1 tỷ hay là 2 tỷ gì đó. Nhưng bây giờ thì nó cũng quá là gần gũi với anh em rồi, nó chỉ bằng một chiếc Morning hay một chiếc Vios thôi. Đó anh em nhá. Đó. Bên cạnh đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Hyundai Accent. Một chiếc Hyundai Accent sản xuất năm 2011, phiên bản số tự động, được trang bị động cơ 1.4 AT biển Hà Nội. Đó, 30A 30F29600. Accent thì những năm gần đây thì Accent thì ra thiết kế với rất nhiều những cái dòng xe mà nó rất là thời trang và rất là đẹp cho anh em. Với chiếc xe này thì được trang bị cả màn hình Android, nội thất ghế da nguyên bản sàn 5D. Đó, cam lùi đầy đủ hết. Đó. Với cái tầm tiền hơn 300 triệu thì quý vị các bạn đã sở hữu về chiếc xe này. Và đâu quý vị các bạn là muốn mua một chiếc xe mà nó rẻ hơn. Đó, thì cứ alo trực tiếp cho tôi anh có tuổi phòng thì anh em mình sẽ thương lượng về cái giá cũng như là chất lượng. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán với cái giá là 335 triệu đồng, một chiếc Hyundai Accent 2011 phiên bản số tự động, máy 1.4, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe rẻ tiền hơn và lời cao hơn, đó là một chiếc xe Nissan Sunny. Với chiếc Nissan Sunny này là một chiếc xe sedan hai đầu đời rất là cao, 2013, máy 1.5 biển Hà Nội, và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này chỉ có 199 triệu đồng thôi. Vâng, 199 triệu đồng anh em đã sở hữu một chiếc Nissan 2013 máy 1.5, mà mua dòng này về chạy dịch vụ thì khá là lành và bền, khá là tiết kiệm nhiên liệu. 199 triệu đồng có cả túi khí luôn. Đó, hai túi khí luôn. Nội thất ghế lỉ nguyên bản cho anh em. Vâng, bỏ ra 199 triệu đồng, 2013, một chiếc ô tô đời khá là cao và máy cũng khá là tiết kiệm. Nissan thì là một trong những dòng xe tên tuổi và thương hiệu của Nhật Bản luôn cho anh em nhé. Đó, một chiếc xe khá là ok và chất lượng cho quý vị chị các bạn luôn. Vâng, đời cao mà giá chưa đến 200 triệu. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Hyundai Venna, một chiếc xe Hyundai Venna của Hàn Quốc. Con này thì số sàn và xe cũng là xe nhập khẩu luôn của Hàn Quốc luôn. Đời 2009, xe được trang bị 2010. Trang bị hộp số sàn, máy 1.4, bản đủ. Đó, xe này thì không có khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Đó, một chiếc xe khá đẹp cho anh em đây. Nội thất còn khá là sáng sủa, trần nỉ nguyên bản khá đẹp. Bô lăng khá là ok, táp lô táp ly của nó khá là chất lượng cho anh em. Không có đâm va đâm xô tai nạn, và một chiếc xe gia đình với giá 190 triệu đồng cho anh em. Đó, 190 triệu đồng anh em đã sở hữu ngay về chiếc xe này. 30E80995. Đó. Anh em nào thích xe của Hàn Quốc thì cái tầm tiền dưới 200 triệu thì đây cũng là một chiếc xe khá là hợp lý và anh em có thể suy nghĩ về chiếc xe này. Với chiếc Avell 2016 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.5, vâng, đời cao, giá chỉ có hơn 200 triệu, 240 triệu,
đó là chiếc Avel 2016 xe gia đình một chủ từ đầu, đã rút hồ sơ rồi và chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Thì thế nên quý vị bạn nào mà có nhu cầu mua chiếc xe đời cao và thích đời cao thì có đời cao luôn đó. Và bên trên đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Corolla Altis sản xuất năm 2008. Với chiếc xe này thì trang bị hộp số tự động máy 1.8G biển 14A5629. Với chiếc xe này thì được trang bị form mới rồi. Đó, form mới rồi, hộp số tự động rồi. Với giá tiền chỉ còn 345 triệu đồng thôi. 345 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc Corolla Altis này. Có thể là nó đắt hơn cửa hàng khác 5 đến 10 triệu đồng, nhưng mà có thể là các bạn xem chất lượng của nó thì cũng có thể là ổn định hơn nếu như quý vị chứ bạn xem trực tiếp về chiếc xe này. Đó, 14L5629 đó, một chiếc Altis khá đẹp cho anh em. Đó. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2022 quý vị các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Hyundai Grand i10. Hyundai Grand i10 là một trong những xe mới gần đây thôi. Đó, chiếc xe này thì được trang bị hệ thống số sàn và máy của nó là 1.2. Con này là một chiếc xe gia đình không có khoan đục, táp lô, táp ly gì cả. Đó, biển 17 của tỉnh Thái Bình. Và chiếc xe là mang kiểu dáng sedan hai đầu, rất là rộng rãi cho anh em. Với giá tiền là 288 triệu đồng. Đời 2016. Cũng nên khá nhiều đồ chơi từ màn hình Android. Và cái bản đồ này thì được trang bị hệ thống xi nhan trên gương, gương kính chỉ điện, gương cụp xe, túi khí ABS đầy đủ hết cho anh em. Máy 1.2 thì vừa khỏe mà vừa tiết kiệm. Vâng, vừa khỏe vừa tiết kiệm, mà hơn nữa thì đây là một chiếc xe lại là nhập khẩu nguyên con nguyên kiện của hãng Ấn Độ luôn, xe nhập khẩu chứ không phải xe sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Vâng, 2016 thì nó chưa lên được cái form mới và phải 2017 thì nó mới lên được cái form mới cho anh em. Đó, 2017 thì nó sẽ đắt hơn tí, 2017 thì nó không còn xe nhập nữa mà nó còn xe lắp ráp thôi. Đó. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Chevrolet Aveo 2015, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.5, biển 21A02716, sơn xi màu đen. Con này thì hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán với cái giá khá hợp lý cho mọi người, 228 triệu đồng. Vâng, 2015 mà có 228 triệu đồng thôi. Một mẫu xe gì mà lại rẻ như vậy? Không phải là xe Trung Quốc, cũng không phải là xe lang thang trôi nổi trên thị trường, mà đó là một chiếc Chevrolet thương hiệu của Mỹ và sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Đó, cũng được trang bị hệ thống ABS túi khí la đăng đúc nguyên bản theo xe và không có khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Với giá chỉ có bao nhiêu? 228 triệu đồng cho quý vị, chỉ có form ráng đẹp luôn. Anh em muốn chạy kiểu gì thì chạy luôn. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Daewoo Lazetti. Đây là một chiếc Lazetti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, được trang bị hộp số sàn, máy của nó là 1.6. Máy của nó còn zin hết luôn anh em nhé. Biển 28A10206. Nhập khẩu nguyên con. Và cái dòng Lazetti nhập này thì được trang bị một cái form khá là đẹp. Nó dựa như dòng Cruy. Và hai dòng này chính ra nó cũng là một thiết kế thôi anh em nhé. Một cái thiết kế của nhà Daewoo. Đó, sau khi bán công nghệ cho dòng Chevrolet luôn. Đó, con này thì hiện tại bên em đang chào bán là 215 triệu đồng. 215 triệu đồng thì quý vị các bạn đã sở hữu về chiếc xe Lazetti nhập khẩu số sàn 1.6 anh em nhé. Đó. Tiếp theo sang bên đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.5, một chiếc xe bản E xịn đó, màu vàng cát biển Quảng Ninh. Xe được trang bị 4 bánh la đăng đúc ABS túi khí đầy đủ hết theo xe, máy 1.5. Và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này hiện tại là 299 triệu đồng. 299 triệu đồng thì quý vị các bạn đã sở hữu ngay về chiếc Toyota Vios bản E. Đó, một chiếc xe khá là đẹp. Với chiếc xe này thì nó cũng đã trải qua một cái gọi là taxi dịch vụ rồi. Vì thế nên là nó cũng không còn được đắt như những chiếc xe gia đình. Đó, vì thế anh em nào có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay cho em. Đó, taxi dịch vụ ra nhưng mà xe của nó còn khá là đẹp. Đó, anh em nào tầm tiền ít mà muốn mua một chiếc xe về chạy dịch vụ thì cũng có thể là tham khảo với chiếc xe này, cũng ok mà, đúng không ạ? Đó, taxi dịch vụ thì nó cũng có cái giá của taxi dịch vụ. Vâng, chất lượng thì vẫn ok luôn cho các bác luôn. Đó. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một đôi Kia Bride. Đó, hai chiếc xe tập lái cho anh em. Đó, hai chiếc xe này thì em bán rồi nhé, hai bên cạnh này em bán rồi. Hôm nay các bác lại bỏ là tại sao không quay. Đó. Hai chiếc xe Kia Bride 1996. Vâng, một cái màu trắng và một cái màu bạc, một cái biển Quảng Ninh và một cái biển Bắc Giang. Với giá tiền chỉ có 35 triệu cho anh em. 35 triệu thôi thì quý vị các bạn đã sở hữu về chiếc xe tập lái tránh mưa tránh nắng, để trang bị động cơ 1.3.
đăng kiểm dài, máy ngon, gầm chắc. Đó, bốn bánh quay đẹp, đăng kiểm rất là ok, điều hòa rất là mát cho anh em. Đó anh em nhé. Và đây là một chiếc xe Daewoo Matiz. Với chiếc xe Daewoo Matiz này thì sản xuất năm 2003, đăng ký lần đầu 2004. Một chiếc xe được trang bị động cơ 0.8, còn rất là đẹp, máy lổ rất là êm. Biển 29i 5832, sơn xi màu xanh. Giá tiền hiện tại bên em đang bán là 43 triệu. Một chiếc xe khá là tập lái cho anh em, nhỏ gọn xinh xinh. Matiz, một chiếc thương hiệu đến từ Hàn Quốc luôn. Với giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 43 triệu đồng, 43 triệu đồng anh em nhé. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Kia Sedato 2010. Đây là một chiếc xe bản full, bản xuất Trung Đông. Bản xuất Trung Đông nhá, được trang bị hệ thống Larandup 4 bánh này, ABS túi khí đầy đủ này. Đó, trang bị 10 túi khí này, bản cửa lóc này, đầy lỗ start top luôn cho quý vị chị các bạn luôn. Đó. Các bạn có thể thấy được chiếc Kia Sedato này rất là đẹp. Đời 2010 và đang bán là 335 triệu đồng. 335 triệu đồng anh em thấy đây. Đó. Đó anh em thấy được. Đó anh em thấy đây. Cổ số này, là bô lăng này. Đó rất là đẹp cho anh em. Hệ thống gương kính chỉnh điện, gương cụp xe khá là ok. Đó, bản full cửa lóc. Đó. 10 túi khí. Đó, túi khí quanh xe. Đâm cái lỗ ngay, nhưng mà chúng ta cũng chẳng mong gì để đâm cả để lỗ cả anh em nhé. Đó, đấy là gọi là cái túi khí an toàn khi nhà thiết kế. 335 triệu đồng. Và bên cạnh đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2019, phiên bản số sàn, bản E, trang bị động cơ là 1.5. Bản này thì được trang bị 7 túi khí, biển 15A47057, form mất mới rất đẹp. Và chiếc xe này thì bên em cũng có hỗ trợ trả góp ngân hàng từ 50 cho đến 70% giá trị chiếc xe. Với chiếc xe này thì khá là ok cho anh em, nội thất màu kem rất là đẹp đây. Đó, dòng Vios thì khá là bền và lành. Đó, rất là chất lượng. Đó, rất là ok cho anh em. Đó, màn hình Android to phạc luôn. Đó. Form mới nha anh em nhé. Đó, form mới này, anh em có thể thấy được. Một chiếc xe Toyota Vios 2019 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.5 bản E-xịn, 405 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển, cũng như là hỗ trợ trả góp ngân hàng. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Daewoo Lazetti CDX sản xuất năm 2009, phiên bản số tự động, máy của nó là 1.6, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển Thái Bình 23937, và giá tiền hiện tại bên em đang bán là 235 triệu đồng. Con này là bản full cửa lóc anh em nhé. Đó, bản full cửa lóc, đầy lỗ start top và trang bị hệ thống sấy sưởi đầy đủ. Đó, hộp số tự động đây, nội thất ghế da nguyên bản theo xe. Đó, anh em thấy đây, rất là ok cho anh em. Một chiếc Daewoo Lazetti CDX khá là chất lượng cho anh em, quá ok. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2009, phiên bản số sàn, bản limo, biển Hải Phòng, màu trắng. Vâng, anh em nào tầm tiền dưới 200, tầm độ 170-180 thì có thể là hướng tới cái em này về để chạy gia đình, chạy dịch vụ hay là đi chơi đi bời thì cũng khá là ok. Form dáng của nó thì vẫn còn mới luôn và khá là đẹp. Đời 2009, số sàn 1.5, trang bị 4 bánh Larandup đầy đủ theo xe, gương kính chỉnh điện nguyên bản theo xe. Đó, xi nhan tích hợp trên gương. Và giá tiền là 179 triệu đồng. 179 triệu đồng, nội thất ghế da rất là đẹp, ghế da căng mộng luôn cho anh em này. Ghế da căng mộng cho anh em, 179 triệu đồng. Quý vị các bạn nào đang có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy alo ngay cho em. Đó, anh em có thể là cân đối về chiếc xe này với cái tầm tiền từ loanh quanh 170-180 nhá. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2022. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Hyundai Accent. Hyundai Accent sản xuất năm 2012, phiên bản số tự động, máy 1.4, xe thì nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc nhé, biển Hải Phòng màu xanh. Con này hiện tại bên em đang bán 248 triệu đồng. Đó, một chiếc Hyundai Accent khá đẹp cho anh em. Đó, anh em có thể thấy được. Và bên đây là một chiếc Hyundai Accent 2011 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.4, xe thì cũng nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, đời 2011. Con này biển Hải Phòng và giá tiền bên em đang bán là 335 triệu đồng, 335 triệu đồng anh em nhé. Đó, một chiếc Hyundai Accent số tự động, có nhập khẩu rất là đẹp. Đó, các bác cứ bảo Accent đắt thế, ở trên kênh khác bán rất rẻ. Vâng, nhưng mà thôi, xe bên em thì chất lượng, thì nếu các bạn nào có thích thì cứ alo cho em để em sẽ trả cho các bạn một cái giá hợp lý nhất ạ. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Vios bản Z. Với chiếc xe bản Z này thì được trang bị động cơ là 1.3,
biển Hải Phòng. Con này thì không có khoan đục, không có taxi gì. Vâng, xe thì rất là đẹp, 15A34713. Máy vẫn đang nổ cho anh em với một bác khách xem, không phải bác tham khảo và cân đối. Và quý vị các bạn nào có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay cho tôi anh ô tô Hải Phòng nhé. Với giá chỉ có 305 triệu đồng thôi, một chiếc xe Toyota Vios. Đó, con này thì khá là ok cho anh em. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Daewoo Lazetti, xe sản xuất và lắp ráp tại Hàn Quốc đời 2010, 15A33027, là một chiếc Lazetti CDX số tự động bản full cửa lóc đời 2010. Với cái tầm tiền trên 200 triệu đồng, 252 triệu đồng hay là 250 triệu đồng gì đó mà chúng ta muốn sở hữu một chiếc xe số tự động thì đây cũng có thể là một trong những chiếc xe mà đáng để cho mọi người quan tâm và lưu ý đến nó. Tại vì cái dòng này thì cái form của nó thì chưa ai chê được nó là cái form. Cái thứ hai là máy của nó là 1.6, khá là tiết kiệm. Cái thứ ba là độ option của nó khá là nhiều. Vâng, các bạn mua 250 triệu các bạn không mua được những chiếc xe gì mà nó có nhiều option như thế này, cũng như là đầm và chắc, cộng với lại form dáng nó kết hợp trên một chiếc xe. Đó anh em nhé, 252 triệu đời 2010. Đó, một chiếc Toyota Corolla Altis 2008 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.8 bản G. Con này là tư nhân chính chủ biển Quảng Nam. Và hiện tại thì với chiếc xe này bên em đang chào bán là 260 triệu đồng. 260 triệu đồng, màn hình Android bô lăng 3-4 chấu đầy đủ hết theo xe. Với giá chỉ có 260 triệu đồng thôi. Vì thế quý vị các bạn nào quan tâm về dòng này thì hãy liên hệ ngay cho tôi anh ô tô Hải Phòng. Vâng, cũng có khoảng vài chục chiếc xe thôi nhưng mà em cũng đã báo giá xong rồi. Vậy quý vị chị các bạn nào đang có nhu cầu mua một chiếc xe như thế này ở trong cái lô series xe này thì hãy liên hệ ngay cho tôi anh ô tô Hải Phòng nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chị các bạn ở những video tiếp theo.